Okay, we're back to our meditations. Được rồi, chúng ta quay trở lại với những bài thiền của chúng ta. Bây giờ hãy nhớ rằng chúng ta đang thực hành một bài thiền hành động của sự thật. Được rồi, và đừng quên rằng điều đó có nghĩa là gì. Chúng ta ở Ấn Độ cổ đại. Tôi nhớ ví dụ Đức Phật có thể đã nói điều gì đó như thế này. Đức Phật có một người anh em họ là Devadatta, Devadatta. Người đã rất ghen tị với Ngài. Và tôi nhớ có một câu chuyện lúc mà ông ấy, Devadatta, bị bệnh và Đức Phật cố gắng đặt bàn tay Ngài lên đầu ông ấy để đo nhiệt độ cho ông ấy. Và Devadatta rất ghen tị với Đức Phật đến nỗi mà ông ấy trở nên giận dữ và ông ấy nói rằng bỏ tay Ngài ra khỏi người tôi, Ngài đang cố làm đau tôi, Ngài đang dùng tà thuật lên người tôi. Và rồi Đức Phật nói, hãy nhìn xem, ta không dùng tà thuật lên người ông, ta đang cố để giúp ông. Và Devadatta đã nói, không, không, Ngài không cố để giúp tôi. Và sau đó Đức Phật nói, hãy nhìn đây, hãy cùng thực hiện hành động của sự thật, được chứ? Và Devadatta thì giống như, hành động của sự thật là gì? Và Ngài nói, hãy nhìn qua đây, đây là sông Hằng. Nếu các bạn đã từng tới sông Hằng, ý tôi là nó thật khó tin, nếu các bạn ở trên tàu hỏa, nó có thể mất đến một giờ để băng qua sông Hằng trên một cây cầu thật không thể tin nổi. Đó là một dòng sông rộng đến mức không thể tin nổi, một dòng sông tuyệt đẹp. Và rồi Đức Phật nói với người anh em họ của Ngài, nhìn này, hãy thực hiện một hành động của sự thật. Nếu ta đang cố gắng giúp ông và không làm tổn thương ông thì nguyện cho sông Hằng chảy ngược ngay bây giờ. Và sau đó sông Hằng sẽ bắt đầu chảy ro. Và rồi nó sẽ bắt đầu chảy ngược dòng. Các bạn biết đấy, trở lại dãy Himalaya, ngược trở lại tới tận dãy Himalaya, các bạn biết đấy. Và tôi thích nghĩ về chúng ta có một thác nước lớn ở Mỹ được gọi là thác Niagara. Vậy nên chỉ cần tưởng tượng hàng ngàn tấn nước chảy ngược dòng, nó được gọi là hành động của sự thật. Và đó là một truyền thống trong dòng truyền thừa của chúng ta. Trong truyền thống của chúng ta, đó là một truyền thống để thực hiện một hành động của sự thật. Vậy loại hành động của sự thật nào chúng ta sẽ làm ở đây? Chúng ta có một điều gì đó đang xảy ra với dịch virus này. Đương nhiên, dịch virus đang tổn thương con người, khiến con người bị bệnh, giết chết con người. Nhưng ngoài dịch virus, chúng ta có một nỗi sợ hãi lớn ngay lúc này. Và ý tôi không phải là đang có bạo động trên những đường phố. Đã có một chút, nhưng ý tôi không phải là tất cả mọi người đều như thế, đang la hét lên, hoặc điều gì đó tương tự như thế. Nhưng có một loại nỗi sợ sâu sắc thầm lặng về những gì đang diễn ra. Chúng ta không biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu. Chúng ta không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình của chúng ta, với công việc của chúng ta. Có một dạng dòng chảy ngầm sâu của nỗi sợ đang diễn ra trong các xã hội của chúng ta, tất cả các xã hội của chúng ta ngay lúc này. Vì vậy, hãy nỗ lực gửi nỗi sợ đó tới chính giữa của mặt trời. Hãy cùng tiêu diệt nỗi sợ đó, được chứ? Chúng ta sẽ thực hiện một hành động của sự thật, được chứ? Chúng ta sẽ thực hiện hành động của sự thật. Nếu sự thật là trong suốt dịch virus, tôi đã cố gắng an ủi một người, được chứ? Tôi không biết nữa, mẹ của các bạn, hoặc những đứa con của các bạn, hoặc chú chó của các bạn. Con chó của tôi đã trở nên lo lắng. Nó không biết điều gì đang xảy ra, nhưng nó đã không thoải mái. Các bạn có thể thấy nó đã lo lắng. Nó đã cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra với con người. Và rồi tôi cưng chiều nó và cho nó một chút đồ ăn nhẹ. Và các bạn biết đấy, cố gắng để làm nó cảm thấy tốt hơn. Vậy nên, trong trường hợp của tôi, sự thật là trong suốt dịch virus, tôi đã làm ít nhất một điều bé nhỏ để giúp ai đó bình tĩnh, các bạn biết chứ? Nó đã xảy ra với con chó của tôi được chứ? Bởi vì tôi chỉ có hai người trong nhà của tôi, Veronica và những chú chó, được chứ? Veronica không sợ hãi, nhưng con chó đã lo lắng. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng để giúp con chó. Vậy nên sự thật là tôi đã thực hiện một điều tốt này. Vì vậy, tôi có nguyên liệu thô cho một hành động của sự thật. Các bạn biết chứ? Chúng tôi đang gọi nó là viên đạn trong khẩu súng, các bạn biết chứ? Giống như tôi có một vài nguyên liệu thô. Vì vậy, công việc của các bạn trong suốt bài thiền này là sẽ thực hiện một hành động của sự thật. Chúng ta sẽ bắn một viên đạn vào nỗi sợ hãi mà mọi người có. Chúng ta sẽ cố gắng gửi nó vào giữa mặt trời, 25 triệu độ, đốt cháy ở giữa mặt trời, được chứ? Chúng ta sẽ cố gắng làm điều đó. Và để làm điều đó, các bạn sẽ phải nhớ điều gì đó các bạn đã làm trong suốt thời virus, để giúp đỡ một người nào đó khác đã lo lắng hoặc sợ hãi, được chứ? Và sau đó các bạn sẽ thực hiện một hành động của sự thật. Nếu sự thật là tôi đã giúp một người khác đã lo lắng hay sợ hãi trong suốt thời gian virus này, thì nguyện cho virus sẽ bị tiêu diệt bởi hành động
sự thật của tôi, nguyện cho tôi gửi virus tới giữa mặt trời và phá hủy nó được chứ? Và tôi nghĩ nó sẽ thật sự tuyệt vời. Ý tôi là tôi không biết liệu chúng ta sẽ có sức mạnh hay trí tuệ để làm điều đó hay không, nhưng nó sẽ rất tuyệt nếu những việc thiền định của chúng ta có thể ngăn chặn được dịch virus. Điều đó sẽ thực sự đáng kinh ngạc. Tôi không biết liệu chúng ta có đủ tốt để làm được điều đó hay không, nhưng nó chắc chắn là một điều đáng để nỗ lực, phải vậy không? Nó chắc chắn là điều gì đó tuyệt vời để nỗ lực, vì vậy hãy cùng nỗ lực. Và chúng ta đi qua, sau khi chúng ta nhận ra điều tốt mà các bạn đã làm, chúng ta sẽ gửi nó để giúp đỡ những người khác nhau. Và có một danh sách 19 điều khác nhau làm tổn thương mọi người, được chứ? Chúng ta đã chăm sóc chúng sinh địa ngục rồi, chúng ta đã chở che súc sinh, chúng ta đã chở che những con quỷ đói. Và bây giờ trong bài thiền này, chúng ta sẽ giúp đỡ loài người, được chứ? Chúng ta sẽ làm điều gì đó cho loài người. Và tôi nghĩ nếu các bạn lắng nghe đoạn ghi âm mà chúng tôi đã thực hiện ở chương hồi hướng, đây là một trong những đoạn hay nhất từng có của thi ca tâm linh. Và cách mà Ngài Shantideva hình dung đi ngang qua hành tinh và giúp tất cả những loại người khác nhau với những vấn đề khác nhau. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nào. Vui lòng hãy ngồi thẳng. Được rồi, hãy uống chút gì đó. I like left hand down. Tôi thích đặt tay trái ở dưới, tay phải đặt ở trên. Tôi để những ngón tay trái của mình. Tôi không cố gắng làm điều này giống như Đức Phật làm, bởi vì tôi bị phân tâm khi cố gắng giữ chúng dựng lên. Vì vậy, tôi để chúng nằm xuống. Hãy ngồi thật thẳng lên. And let's come to our breath. We're just going to do 15 minutes. Hãy cùng đến với hơi thở của chúng ta. Chúng ta chỉ thiền trong vòng 15 phút. Nó không phải là một bài thiền dài. Hãy làm nó trở thành 15 phút thực sự tốt. Let's watch our breath. 10 long exhales. Hãy quan sát hơi thở của chúng ta. 10 hơi thở ra dài. Các bạn có thể kết nối nó với nhịp tim của các bạn. Nó khá vui hơn. Now try to identify. Bây giờ hãy cố gắng nhận ra, đôi khi trong suốt vài tháng qua, trong suốt thời virus, khi các bạn phá vỡ lớp vỏ của việc quan tâm quá đáng đến lợi ích của bản thân, các bạn nhận thấy rằng ai đó đã sợ hãi và các bạn đã cố giúp họ cảm thấy tốt hơn. Các bạn đã cố gắng làm cho họ cảm thấy an toàn hơn. Bắt đầu nào. Đừng. Và rồi giữ điều đó trong tâm. Chúng ta sẽ sử dụng nó cho một hành động của sự thật.
Now let's use that act of truth. Bây giờ hãy sử dụng hành động của sự thật đó như một viên đạn. Và chúng ta biến đổi. Chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta là Đức Manjushri, Đức Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta giống như Đức Phật đẹp cao quý, một cách đáng kinh ngạc này. Và chúng ta đang đi xuyên qua thế giới virus này. Và chúng ta đang chạm vào mọi người. Đầu tiên, chúng ta gặp những người mù. Chắc hẳn trong cuộc đời các bạn đã biết một vài người mù. Và giống như trong những câu chuyện về Đức Chúa, chúng ta chạm vào mắt họ. Và rồi ngay lập tức, họ có thể nhìn thấy. Hãy hình dung điều đó. Nếu sự thật là tôi đã giúp một người đã sợ hãi trong suốt vài tháng qua, thì nguyện cho tất cả những người mù trên thế giới này nhìn thấy mọi vật ngay bây giờ, tại khoảnh khắc này. Nguyện cho sông Hằng chảy ngược dòng. Nguyện cho những người mù nhìn thấy. Nguyện cho người điếc nghe được. Tôi thực hiện một hành động của sự thật. Nếu sự thật rằng tôi đã tử tế với ai đó, người đã sợ hãi, nếu tôi đã làm họ cảm thấy tốt hơn, nguyện cho tất cả những người điếc trên thế giới này ngay lập tức nghe được, nghe tất cả những âm thanh hay của thế giới này, tiếng chim, tiếng nhạc, những lời yêu thương của người khác. Nếu sự thật là tôi đã giúp một người trong thời virus bởi nghiệp tốt đó, nguyện cho Đức Văn Thù Sư Lợi xuất hiện trước mỗi người phụ nữ đang chuyển dạ ngay lúc này. Người sắp sinh con đang chịu đựng nỗi đau đặc biệt và sẵn sàng hoàn thành sự hy sinh cuối cùng đó để mang cuộc sống đến người khác. Nếu sự thật rằng tôi đã cố gắng giúp ai đó, thì nguyện cho từng người phụ nữ đó có một sự sinh nở rất rất dễ dàng, ít đau, giống như mẹ của Đức Phật đã từng như vậy. Có những người trên thế giới không có, họ rất nghèo, họ thậm chí không có một cái áo sơ mi, hoặc họ không có quần áo. Và tôi đã từng nhìn thấy trong cuộc sống của tôi, những chuyến đi của tôi đã từng nhìn thấy những người này và nguyện cho họ ngay lập tức bằng hành động của sự thật của tôi, nguyện cho họ có quần áo đẹp, mềm mại, chắc chắn để bảo vệ họ. Nếu sự thật là tôi đã giúp ai đó vào thời virus, thì nguyện cho tất cả người dân trên thế giới này, những người đang đói, vào khoảnh khắc này, họ không thể có đồ ăn, không có cách nào họ có thể có đồ ăn, thì nguyện cho họ được no đủ. Nguyện cho thức ăn ngay lập tức đến với họ và làm cho họ được no đủ. Khi lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đang bò ra và đang ăn cỏ như một con vật. Và vì có những người như vậy, có sự đói như thế, nhất là bây giờ. Có rất nhiều người trên thế giới này, những người mất hết tất cả tiền của họ. Tôi đã nói chuyện với vài vị tu sĩ tại tu viện sáng nay, và ở Ấn Độ, nó đang xảy ra. Có những người hoàn toàn không có tiền, họ đã có một ít. Tôi từng gặp những người nông dân ở những cánh đồng xung quanh tu viện, những người chỉ có một miếng bánh mì, và đó là tất cả những gì họ có, và những người đó cần tiền.
Nguyện cho họ ngay lập tức có tiền. We all know people who have lost people they love. Tất cả chúng ta đều biết những người đã mất đi những người họ yêu thương và họ đang đau buồn. Và thỉnh thoảng, nỗi buồn mất nhiều năm. Thỉnh thoảng, nỗi buồn có thể mất 10 năm, 20 năm. Vì vậy, nguyện cho những người đó bằng hành động sự thật của tôi, nguyện cho họ ngay lập tức chấm dứt nỗi đau buồn của họ. Nguyện cho họ tìm thấy sự thoải mái. Có nhiều người mất hy vọng, họ không thấy hy vọng cho tương lai. Họ thậm chí không muốn ra khỏi giường. Họ không nói chuyện nhiều. Họ không làm nhiều. Họ ngồi tại nhà và họ cảm thấy tuyệt vọng. Nguyện cho tôi, bằng hành động sự thật của mình, nguyện cho những người đó cảm thấy hy vọng. Next in this chapter, Master Shantideva talks about people. Tiếp theo trong chương Shantideva này, ngài Shantideva nói về những người bị bệnh và dĩ nhiên có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người bị bệnh hiện nay. Và bằng hành động sự thật của mình, nguyện cho bệnh của họ sẽ hết, nguyện cho họ bắt đầu cảm thấy rất thoải mái và rất khỏe mạnh. Next is fear. There are people. Kế tiếp là nỗi sợ. Có những người, dĩ nhiên có hàng triệu người đang sợ hãi ngay lúc này. Và nguyện cho hành động của sự thật của tôi loại bỏ nỗi sợ đó. Virus rất gay go. Virus rất nguy hiểm. Nhưng nỗi sợ trên cả virus, nó gần như tệ hơn cả virus. Next, Master Shantideva says, "Let's do an act of truth." Tiếp theo, ngài Shantideva nói, hãy thực hiện một hành động của sự thật trên tất cả những người không có quyền lực trong xã hội. Họ không được trao quyền. Người khác chỉ huy họ. Người khác bảo họ phải làm gì. Thường bởi vì chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc những niềm tin, họ không được trao quyền trong xã hội của chúng ta. Và bằng hành động của sự thật này, nguyện cho những ai vì những lý do đó không có thẩm quyền hoặc không có quyền lực trong xã hội này, nguyện cho họ ngay lập tức lên nắm quyền. Thậm chí trong thời virus, có vô số người trên đường bay. Vẫn có một số máy bay đang bay, nhiều và nhiều người hơn đang lái xe, những người đang cố gắng về nhà, những người ở Ấn Độ đang đi bộ về nhà, từ 1.000 dặm để về nhà trong suốt thời virus. Nguyện cho mỗi người trên đường về nhà, nguyện cho hành động sự thật của tôi, nguyện cho những nghiệp tốt của tôi giúp họ trên đường đi của họ, nguyện cho họ có một chuyến đi suôn sẻ và một chuyến đi dễ dàng. Rồi có vô số người họ đang không đi bởi vì họ không có nơi nào để đi, họ không có nhà, họ không có người thân, họ không có gia đình, không có nơi nào họ có thể cố gắng để có sự giúp đỡ, và tôi thực hiện hành động của sự thật cho họ. I do my act of truth for children, small children. Tôi thực hiện hành động của sự thật cho các trẻ em, trẻ nhỏ, các em đặc biệt dễ bị tổn thương, những người lợi dụng các em, những người tổn thương các em, người làm ngơ với các em, người không quan tâm các em. Và bằng hành động của sự thật này, nguyện cho tất cả trẻ em, nguyện cho tất cả trẻ nhỏ trên thế giới này được bảo vệ và hạnh phúc. Và có tuổi thơ tươi đẹp. The elderly are very similar to the children. Người già rất giống với trẻ con. Họ là
Họ đã từng mạnh mẽ, họ đã từng như các bạn và tôi, và tội lỗi duy nhất của họ là họ đã già, và họ không có năng lượng để làm việc, để kiếm tiền nữa. Họ không có năng lượng để làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày họ đã từng làm trong nhà của họ. Họ không thể nấu ăn nữa, họ không thể dọn giường nữa, họ không thể tự đi vào nhà vệ sinh nữa như những đứa trẻ nhỏ. Họ thì rất dễ bị tổn thương, và nguyện cho hành động của sự thật của tôi làm cho họ mạnh mẽ và được bảo vệ. 3 phút nữa, và rồi chúng ta hoàn thành bài thiền này. Và thật là hay rằng Ngài Shantideva nhận ra những vấn đề thực sự lớn của thế giới này. Ngài nói, có hàng triệu người đã khó ngủ tối qua. Có lẽ các bạn có vấn đề này. Tôi biết tôi đôi khi có vấn đề này, và chúng ta chỉ không thể ngủ. Chúng ta thức vào giữa đêm, chúng ta nhìn chằm chằm trong bóng tối, và chúng ta lo lắng. Vì vậy, nguyện rằng qua hành động của sự thật này, nguyện cho tất cả mọi người, những ai khó ngủ, nguyện cho họ ngủ ngon tối nay. Những người gặp rắc rối về tinh thần, họ bị suy sụp tinh thần. Có rất nhiều, ví dụ ở Mỹ, nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân có vấn đề này và tâm trí của họ bị vấn đề. Họ không hoàn toàn bình thường. Tôi thực hiện hành động của sự thật cho các bạn. Và rồi những lời nói cuối cùng của Ngài Shantideva, có nhiều người chỉ là hoàn toàn điên dại, họ bị nhốt trong bệnh viện, họ được cho dùng thuốc nặng, họ đang bị gầy mòn, ốm yếu đi, họ bị nhốt trong phòng. Tôi có một người bạn mà người thân của người ấy đã nhiễm COVID và đã qua đời vì nó. Và trớ trêu là cô ấy đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần hơn 30 năm. Và rồi ở trong đó, cô ấy qua đời vì virus này. Vì vậy, tôi cũng cầu nguyện cho những người này. Tôi gửi hành động của sự thật của tôi đến họ. Như thế, tôi là Đức Văn Thù Sư Lợi. Let's come back to our breath. 3 deep breaths. 3 deep exhales. Hãy trở về với hơi thở của chúng ta. 3 hơi thở sâu. 3 hơi thở ra dài. And slowly open your eyes. Và từ từ mở mắt ra. Hãy kéo giãn cơ thể. Tôi thích kéo giãn. Chúng tôi dự định thực hiện tổng cộng 5 bài thiền, và đây là bài thiền thứ 2, và vui lòng thực hành nó trong tuần này. Cố gắng thực hiện nó 1 hoặc 2 lần một ngày. Nó rất ngắn và nó rất tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.